Những ngày qua, cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ, kêu gọi nhau report một trang fanpage có 45.000 lượt like trên Facebook với nội dung kỳ thị và lăng mạ trẻ em. Được biết, fanpage này đã dành riêng cho những người ghét trẻ em với nội dung xuyên tạc mang tính kỳ thị, thậm chí là lăng mạ, coi trẻ em như một thứ virus có hại cần phải loại trừ. Fanpage phản cảm này hiện đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng. Theo tìm hiểu, fanpage có tên là DUTC được lập trong năm 2019 và chỉ trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng vượt mốc 45.000 like. Đáng chú ý, mọi bài viết, hình ảnh và clip được đăng tải trên fanpage này đều có nội dung xuyên tạc, kỳ thị, thậm chí là lăng mạ trẻ em vô cùng phản cảm. Không những thế, lướt qua một lượt fanpage này thì có thể thấy mọi bài đăng đều có lượng tương tác cực cao với hàng ngàn lượt like và comment. Không chỉ độc hại từ nội dung, những bài bình luận được các thành viên hội này gửi đến cũng có thể khiến bạn rùng mình. Với những thành viên trong fanpage này, trẻ em giống như một thứ virus độc hại cần phải loại trừ vậy. Nhiều người bình luận bức xúc, trời ơi, thật không thể tin nổi là người ta lại có thể dùng những lời lẽ cay độc đến như vậy để nói về trẻ em. Dẫu biết trẻ em nhiều lúc khó chịu vô cùng, khiến người ta cũng không thể không bực mình, nhưng mà kỳ thị lăng mạ một cách kinh khủng như thế này thì không thể chấp nhận nổi. Mấy người này không có con cái, cháu chắc hay sao? Đồng quan điểm này, bạn HA cho rằng việc các group fanpage trên mạng xã hội nói quá, cường điệu hóa nội dung lên nhằm câu tương tác là chuyện hết sức bình thường, nhưng chỉ được chấp nhận khi nó nhắm tới mục đích vui vẻ mà thôi. Mọi người đều cho rằng nội dung không hề vui, nó phản cảm, tần suất đăng thì dày đặc, lại quy tụ được cả một cộng đồng gần 50.000 người. Riết rồi người ta sẽ quen với những nội dung độc hại như thế này, cho nó là bình thường và sẽ khiến cảm nhận của mọi người về trẻ em méo đi, cần tẩy chay ngay lập tức. Sau một thời gian hoạt động rầm rộ với mức độ phản cảm mỗi lúc một leo thang, khiến fanpage này đang vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng. Hiện tại thì nhiều người cho biết họ không thể tưởng tượng nổi việc một nhóm vô lương tâm độc ác như thế lại có thể tồn tại và lớn mạnh. Rất nhiều hội nhóm cư dân mạng đang kêu gọi nhau vào report để phản đối và tẩy chay fanpage này.